Ăn nhiều tinh bột vào buổi sáng có thể làm cho bạn kém hấp dẫn. Công trình nghiên cứu mới nhất cho thấy ăn nhiều carbohydrate vào bữa sáng có thể làm giảm mức độ lôi cuốn của một người. Các nhà khoa học, các chuyên gia cho biết khi ăn tinh bột vào buổi sáng có thể làm tăng đường huyết, khiến cho mọi người trông kém hấp dẫn hơn. Sự hấp dẫn trên khuôn mặt, một yếu tố vô cùng quan trọng trong tương tác xã hội, có thể bị ảnh hưởng ngay lập tức bởi việc chúng ta tiêu thụ quá nhiều carbohydrate tinh chế. Điều này xảy ra cho cả nam và nữ. Công trình nghiên cứu cũng đã chỉ ra là việc tăng insulin máu kích thích tổng hợp androgen ở buồng trứng hoặc là tinh hoàn sẽ làm tăng số lượng androgen tương tự trong máu. Đây vốn là tiền chất của các hormone sinh dục nam và nữ như là testosterone hay là estrogen, làm ảnh hưởng đến sức hấp dẫn về giới tính. Các nhà khoa học cũng đã phân tích bữa ăn của những người trưởng thành, cả nam và nữ. Họ chia tình nguyện viên thành hai nhóm. Một nhóm ăn các món có hàm lượng carbohydrate cao, nhóm còn lại sẽ ăn thực phẩm lành mạnh và lượng đường huyết thấp như là trái cây, sữa chua, các loại hạt cùng với trứng. Sau khi ăn, các tình nguyện viên được yêu cầu hoàn thành bản khảo sát nhằm kiểm tra xem họ thường ăn bao nhiêu carbohydrate tinh chế. Các tình nguyện viên khác sẽ đánh giá mức độ hấp dẫn trên gương mặt của họ trong 2 giờ. Trong các thực phẩm chứa carbohydrate tinh chế, chẳng hạn như là bột mì trắng, đồ ăn vặt, phần lớn giá trị dinh dưỡng đã bị lộ rõ. Điều này có nghĩa là nếu muốn có một ngoại hình hấp dẫn hơn trong mắt của người khác, bạn nên hạn chế ăn bánh mì trắng, ăn bánh nướng xốp, bánh ngọt, bánh phi hay là một số gọi ngũ cốc, bánh quế đã qua tinh chế. Dù vậy, một số chuyên gia độc lập vẫn cho rằng cần phải thực hiện công trình này nhiều hơn nữa, mang tính lập bao quát cộng đồng nhiều hơn nữa, với số lượng tình nguyện viên lớn và đa dạng hơn để hiểu sâu về mối liên hệ giữa carbohydrate tinh chế với sự hấp dẫn và các đặc điểm xã hội khác.